Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình bão số 2. Thưa quý vị, bão số 2 có tên quốc tế là Mulan đang hoành hành trên biển Đông với vận tốc nhanh, sức gió mạnh và có khả năng mạnh thêm. Vậy trong những giờ tiếp theo bão Mulan sẽ di chuyển theo hướng nào, những khu vực nào có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của bão? Chúng tôi xin gửi tới quý vị chi tiết hướng di chuyển của bão ngay sau đây. Những ngày qua, thủ đô Seoul, Hàn Quốc đang phải hứng chịu trận mưa tồi tệ nhất trong vòng 80 năm khi cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, giao thông ngừng trệ, nhiều người thiệt mạng và mất tích. Trong khi đó, trên biển Đông hình thành cơn bão số 2 với tên quốc tế là Mulan. Cơn bão đang tiến gần về phía đất liền với vận tốc cực nhanh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11 tháng 8, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm bão số 2 ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc Vĩ Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 70 km về phía Nam, cách Hải Phòng khoảng 110 km về phía Đông, cách Thái Bình khoảng 150 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển ngày 11 tháng 8 gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm, khu nuôi trồng thủy sản đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ ngày 12 tháng 8 đến 13 tháng 8, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Vùng nguy hiểm do bão trên biển ngày 12 tháng 8, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu, khu nuôi trồng thủy sản có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ chiều tối và đêm ngày 10 tháng 8, gió mạnh dần cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 đến 4 m biển động mạnh. Về biển các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định, đề phòng sóng lớn, kết hợp chiều cường gây ngập úng tại vùng trũng thấp trong ngày 11 tháng 8. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Cảnh báo, gió mạnh trên đất liền. Đêm ngày 10 tháng 8, ngày 11 tháng 8, khu vực ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình, nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo mưa lớn từ chiều tối ngày 10 tháng 8 đến khoảng 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 250 mm một đợt. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Vị Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ. Từ chiều tối và đêm ngày 10 tháng 8, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Về biển các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định đề phòng sóng lớn kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại vùng trũng thấp trong ngày 11 tháng 8. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6 cao lúc cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động mạnh. Vậy trong ngày 10 tháng 8, khu vực trên cả nước có tình hình thời tiết như thế nào? Ngày 10 tháng 8, khu vực Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Tối và đêm, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Khu Đông Bắc từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng đêm nay nhiều khả năng gió mạnh dần cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Nghệ An từ chiều nay có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây bắc đến tây cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Về hình thế thời tiết từ đêm 11 đến ngày 18 tháng 8, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có nhận định. Giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 2 suy yếu dần. Từ ngày 12 tháng 8, dạnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Từ 12 tháng 8 hoạt động yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định từ khoảng 12 đến 13 tháng 8, suy yếu chậm dần. Cảnh báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Ngày 12 tháng 8 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Từ 13 đến 17 tháng 8 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11. bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Từ những dự báo thời tiết được đưa ra, có thể thấy rằng bão số 2 có hướng di chuyển phức tạp, với vận tốc nhanh hướng thẳng phía Tây Tây Bắc, gây ra mưa lớn cho các tỉnh phía Bắc rồi lan sang các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Trong khi di chuyển, bão số 2 liên tục mạnh lên trước khi tiến vào đất liền, sức gió dự báo giật cấp 11, sóng biển cao. Trước tình hình mưa bão khẩn cấp, nhiều địa phương khẩn trương đưa ra cảnh báo, họp khẩn ứng phó bão lũ, trong đó có thành phố Hà Nội. Hiện các công tác chuẩn bị ứng phó với bão vẫn đang được tiếp tục triển khai. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 từ chiều tối và đêm ngày 10 tháng 8 đến 12 tháng 8, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và rông, mưa to tập trung vào đêm ngày 10, ngày 11 tháng 8. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp ven sông. Dự báo lượng mưa các nơi như sau: Trung tâm thành phố các huyện phía Bắc và phía Tây thành phố Hà Nội, 120 đến 180 mm, có nơi trên 180 mm. Các huyện phía Nam thành phố, 100 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm ngày 10 tháng 8, gió sẽ mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Theo Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết. Trên đất liền hoàn lưu của bão số 2 gây mưa rông, kèm gió giật mạnh cho khu vực Bắc Bộ từ chiều ngày 10 tháng 8, trước tiên là khu vực Đông Bắc, sau đó lan rộng ra toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Cụ thể dự báo chiều tối và đêm ngày 10 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông lượng mưa phổ biến 20 đến 50 mm, có nơi trên 90 mm, riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 50 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm trong ngày và đêm 11 tháng 8, khu vực bắc bộ và thanh hóa có mưa to đến rất to và rông với lượng mưa phổ biến 70 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. khu vực nghệ an có lượng mưa phổ biến 30 đến 60 mm, có nơi trên 70 mm. đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng khu vực trũng thấp và các đô thị. Ngày 9 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ban hành công điện số 02 về việc ứng phó với cơn bão số 2 Mulan. Theo Công điện, để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của bão Mù Lan, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện, thị xã, các sở ban ngành thành phố, chỉ đạo thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình thời tiết, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn đầy điều, hồ đập, nhất là các hồ đập sung yếu, công trình tiêu thoát nước trên địa bàn, sẵn sàng biện pháp, kịch bản tiêu úng, bảo vệ hồi phục sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân, ra soát lực lượng, phương tiện, vật tư máy móc, thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng triển khai ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra các đơn vị gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị, đặc biệt là các quận nội thành; các công ty thủy lợi chủ động phương án vận hành linh hoạt hệ thống công trình thủy lợi để tiêu nước đệm, đặc biệt là các khu vực sản xuất nông nghiệp, các khu vực trũng thấp; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội tổ chức cắt tỉa cành cây, trang chống, chuẩn bị lực lượng ứng trực kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa to gió lớn; tổng công ty điện lực Hà Nội và các đơn vị có liên quan đảm bảo phương án cấp điện phục vụ tiêu úng chống ngập và sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, dự báo hướng thẳng về đất liền Hải Phòng, Quảng Ninh của nước ta. Vì thế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa phát công điện số 62 về việc ứng phó cơn bão số 2. Theo đó, để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, quận, các ngành đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Gia soát kiểm đếm, nắm chắc thông tin tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thông báo cho các chủ phương tiện về diễn biến của bão để chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, giữ thông tin liên lạc, đề phòng các tình huống xấu xảy ra. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thông báo cho các phương tiện lồng bè nuôi thủy sản tròi canh và gần 9.000 lao động hoạt động neo đậu trên khu vực biển Hải Phòng về diễn biến bão số 2 để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, bão số 2 Mulan đang di chuyển rất nhanh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 8 cấp 9, 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 130 km tính từ tâm bão Dự báo vào ngày 11 tháng 8, bão chỉ cách móng cái Quảng Ninh 70 km và cách Hải Phòng khoảng 110 km. Chính vì thế để ứng phó kịp thời với bão Mulan, quý vị cần theo dõi tin tức thời tiết thường xuyên và chú ý thực hiện biện pháp phòng chống thiên tai của địa phương. Những thông tin mới nhất về tình hình bão Mulan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.